Anh bị bệnh gì? Lúc đó thì bác sĩ nói anh bị bệnh thận phù, phổi có nước. Thật đó thì nói chung bác sĩ nằm cho như trả về nằm chờ chết á. Vô tình lúc đó má anh về thì nghe là bác đi chữa thì hết bệnh. Đó giờ đi bắt tội phạm, có những cái trận chiến với kẻ xấu đã bị những cái vết thương như thế nào? Không có tay chân nào gãy dưới 3 lần. Ví dụ như xương gai là gãy 2 lần, tay nè, thẹo nè, gãy đỡ nè. Trời ơi. Gãy 4 cái răng. Anh đi mình vậy rồi, ví dụ như anh gặp một cái nhóm thì sao anh? Nếu anh đi mà anh gặp ví dụ cướp nó đi 2 người 1 chiếc hoặc 4 người 1 chiếc anh vẫn đeo. Dạ. À, anh vẫn đeo nó, mà nếu giật con này vẫn chi đuổi, anh xử lý nếu nó có hàng cản địa anh xử lý được luôn. Dạ. Rồi rồi bây giờ nó đông quá rồi, một mình anh sao quánh lại? Thì ví dụ 4 thằng đó xuống thì nếu nó không có dao thì anh có cây côn, anh rút côn anh đúng nào cũng đi em cây côn vậy khúc. Mình gặp đối tượng khả nghi thì thường họ có những biểu hiện gì anh? Đối tượng cướp hồi xưa nó ấy nó quay qua lại, còn giờ cướp mà nó chuyên nghiệp nó liếc bằng mắt à, nó không có quay đầu quay lại như hồi xưa. Rồi sao mình phát hiện? Nhưng mà mình tình nghi mà mình theo dõi anh. Anh nhìn cái tâm lý nó anh biết tâm lý nó khác. Còn không phải mình khả nghi mình theo nó, mà nó chạy một tuyến đường nó mà nó vòng tới vòng lui có một vòng đó, vòng thứ hai là tụi nó. Là nó rồi đúng không? Nghe, em đi với anh mới có chút xíu thôi, ngồi sau lưng anh thôi mà em chóng mặt nè. Anh như một ngày như là anh đi từng mấy lần nhỉ? Một ngày anh đi có bữa 2 lần, bữa 1 lần. Một lần cũng khoảng cỡ chừng 6 tiếng tới 8 tiếng. Anh đã tham gia cái công việc này từ khi nào? Anh tham gia công việc này từ năm 1995. Lầm. Hôm nay là 2022. Tức là 27 năm. 27 năm đúng không? Vậy thì là cái cơ duyên nào mà nó thôi thúc như là nó khiến anh coi như là anh tham gia vào một cái công việc mà nó ý nghĩa, tuy nhiên là bên cạnh đó thì nó rất là mạo hiểm? Thì nói chung từ nhỏ là anh mơ ước lớn anh đi công an, từ nhỏ anh đã học võ thì lớn anh ước mơ nó trở thành sự thật, anh vô công an. Nhưng mà lúc anh vô công an thì được khoảng cỡ chừng 3 năm là anh bị bệnh nặng á. Anh bị bệnh gì? Lúc đó thì bác sĩ nói anh bị bệnh thận phù, phổi có nước. Trời ơi. Thật đó thì nói chung bác sĩ nằm cho như trả về nằm chờ chết á. Vô tình lúc đó má anh về thì nghe là bác đi chữa thì hết bệnh. Lúc đó anh có gặp lại những anh em mà của anh hồi xưa, thì mấy bạn anh cũng nói là bây giờ thôi ông bây giờ làm một cái câu lạc bộ phòng chống tội phạm vậy đó, là hiệp sĩ thành phố. Mới tham gia vô cũng bắt được 5-10 vụ cướp, thì tội phạm nó đeo tới nhà nó trả thù, bước ra đường nó chạy mấy sau lưng mình cũng chạy thoát. Rồi xong mình mới điện cho bên lãnh đạo bên công an á, mấy chú nói con cứ làm, mấy chú sẽ hỗ trợ, con được quyền tự vệ nhưng mà đừng có vượt phòng vệ quá chính đáng. Anh dùng võ thuật anh khống chế nó thôi, anh bắt anh quýnh nó vài cái anh giao công an. Thì nói chung là nó cũng tới nhà nó hăm dọa nhiều lắm mình tùm lum đó. Nói chung nhiều lúc phải đuổi vợ con về nhà ngoại luôn à, đâu có chờ ở đây. Đó giờ đi bắt tội phạm, họ đi tuần tra và phải nói là có những cái trận chiến với kẻ xấu. Vậy thì anh đã bị những cái vết thương như thế nào? Thì còn mà nói về bị tay chân thì gãy thì hơi bị nhiều, không có tay chân nào gãy dưới 3 lần. Ví dụ như xương gai là gãy 2 lần, tay này là thẹo nè, gãy đỡ nè, tay này là gãy 2 lần, còn này là gãy 4 lần, còn chân thì 2-3 lần gãy hoài, còn đầu thì bể 2 cái xương gò má với lại bể hộp sọ. Trời ơi. Gãy 4 cái răng. Đó là mấy cái đó là nặng. Coi cái đầu coi. Nè, nó móp đây nè. Nhưng mà cái lúc bể hộp sọ như vậy thì anh có bị coi như hôn mê hay bất tỉnh gì không? Nói chung hộp sọ giờ như là thai hộp sọ rồi đó. Anh có sợ không? Không, nói chung đâu sợ. Lúc đó nhiều người nói hơi đổi tính, nhưng mà mình theo khảo sát gia đình tất cả anh em cũng không có đổi tính gì. Anh có cái lý trí mình nó cao cũng không đổi tính. Mỗi lần mà anh phải vào viện, phải chữa trị và thậm chí có những lúc coi như là bất tỉnh nhân sự và nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Rồi nằm ở trong viện vậy thì ai lo cho anh? Rồi kinh phí như thế nào? 10 năm nay anh bị là anh tự lo. Rồi những lúc anh vậy thì ai là người chăm sóc cho anh? Thì hồi xưa thì vợ anh cũng hơi là bạn bè, đệ tử anh em trong đội hoặc là người nhà anh. Rồi những lúc nằm như vậy, thật sự mà nói,
vừa đau đớn mà đôi khi nó vừa buồn nữa. Cái lần đầu mà anh bị á là nước mắt nó rơi không, nhưng mà bây giờ nó riết nó cũng quen em á. Cái lần đầu đó là như thế nào anh kể chứ? Cái lần đầu là anh bị nặng là 2008 là anh dí cái thằng cướp đó, anh giật cái sợi tiền của bà đó bên nuôi con bên Lý Thái Tổ, cái nó bỏ nó chạy vừa ra giảng được 5 mét, anh đang đời lên cho bà cho băng qua anh hốt bà. Thì cái bà đó không bị gì hết, không bể xe, còn anh là bị. Nhưng mà lúc đó là tôi cũng chết không á. Bà anh không biết gì hết rồi? Không biết. Tao đưa qua bệnh viện Chợ Rẫy can thiệp, Chợ Rẫy can thiệp xong mới đưa qua bệnh viện răng Hàm Mặt chữa hai cái này, đầu lành hết xong mới trồng răng. Bao lâu rồi anh mới tỉnh lại? Thì lúc đó vô nằm ở cỡ chừng trên dưới khoảng gần 10 ngày là tỉnh. Tỉnh thì biết hết, nhưng mà nó đau lắm, nó đau kinh có tê, nhưng mà đau ghê gớm. Nó đau thấy cũng 10 ngàn ông trời. Vậy có khi nào anh nghĩ là anh đau quá, cống hiến nhiều thứ quá rồi đau nữa, đau về thể xác không, về tinh thần mọi thứ. Nhưng mà nói chung anh suy nghĩ lại không, anh nói chung thì anh cũng không muốn dừng, tại vì là hồi nhỏ anh rất ham đi công an. Nhiều lúc bạn bè nói thôi ông lớn tuổi nay hơn 50 rồi nghỉ đi, nó thôi anh chắc hình như ông chờ ông cho còn sức hơn, nay 53 đúng tuổi 53 còn sức hơn còn làm. Cái đầu bây giờ thì nó có một cái gì đó gọi là nó bất ổn không? Không, ví dụ lâu lâu nó có nhức đầu, lâu lâu nó có quên. Nhức đầu quên thì có, nhức đầu là nhiều. Ví dụ như mùa trời về trời lạnh là nhức ghê lắm. Trời lạnh mấy cái xương mà từ bị mình bị gãy chân á là nó rim 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 y như là có con kiến mà nó ở trong á. Cái đầu cũng bị luôn. Đầu bị luôn. Bị hết. Mỗi lần như vậy thì sao? Thì có nhớ nhiều nhiều lúc mà nó mưa quá thì một là uống thuốc, còn hai là uống mưa quá mua rượu đế rồi nặng uống. Trời ơi. Rồi những bác sĩ chuyên khoa có nói với anh rằng là những cái di chứng nó để lại trong người anh nó là thì như thế nào? Cái này chữa không hết, tức là gãy tay gãy chân và bị thì nó cứ rim vậy thôi, làm sao hết được. Mình bị nặng, ví dụ ta bị một cái lần sao này là mình bị quá nhiều, như cái đầu là quá nặng. Lúc mới chịu khó chịu mà chịu riết nó cũng quen, nó mình đâu lâu mình để ý lại như có cái con gì nó nhìn chạy chạy chạy. Rồi bây giờ trong đội của anh á là ngoài anh ra thì còn bao nhiêu anh em nữa? Ngoài anh ra chính thức bây giờ còn 16 người. 16 anh em. Cái đội của anh là thứ nhất là anh là đội trưởng hiệp sĩ đường phố, được bác thủ tướng Võ Văn Kiệt phong anh hiệp sĩ đường phố đàng hoàng nha, tôn vinh anh đàng hoàng. Đội anh là 16 người có hồ sơ trong đội hình sự đặc nhiệm BC02 đàng hoàng, quản lý hồ sơ. Tức là 16 người đó không tiền án tiền sự, lý lịch tốt. Anh là đội trưởng là 17 người. Anh đi làm như vậy rồi tiền xăng cổ thì sao? Tại bây giờ anh cũng ít đi tuần. Có tiền đâu không đổ xăng? Tại vì anh đâu có đi tận đơn đổ xăng. Ví dụ trong 16 người anh em, chủ nhật thứ bảy đứa nào có tiền hùng lại vô đó là mấy anh em đi, còn không có ông giờ anh ở nhà anh đâu đi đâu. Nhiều lúc anh cũng muốn có việc làm á, là ngày nào anh cũng có tiền anh đi tuần. Giờ đi tuần mệt quá em ơi, thiệt đó. Ngồi sao mệt, dễ sao mệt. Anh Tuyến ơi, có khi nào mà anh giả dạng một cái nhân vật nào đó để anh đi theo dõi đối tượng không? Ví dụ cải trang, cải trang. Cải trang. Cải trang. Đúng rồi. Giả dạng tội phạm mới giả dạng đúng không? Cải trang. Có khi nào anh cải trang thành một nhân vật nào đó để anh theo dõi đối tượng không? Có chứ, nhiều lúc anh cải trang y như một người hạ điện lực. Thì có lúc anh cải trang hành xe ôm công nghệ đó. Là dễ bắt nhất. Tại vì mình mặc cái đồ xe công nghệ vô. Mặc đồ vô cái mình quàng ngồi vô cái nón công nghệ nữa. Thì đối tượng nó đi mình đi theo, đối tượng nó không chú ý quay lại. Cái tưởng là mình đi chạy xe ôm công nghệ ra, đối tượng chú ý cái đó thì dễ dạ dạng nhất. Cái trận nào của anh là nó ấn tượng nhất? Bên đây khoảng 3 năm anh theo dõi 4 cướp. Thì nó quay lại nó phát hiện anh nó lên nó giật hụt. Rồi nó phát hiện anh ngoài Phú Nhuận á, phường 15 Phú Nhuận, anh đuổi anh dí 4 thằng dây anh quýnh anh ngay chợ Nhuận, anh một mình quýnh 4 thằng luôn. Trời ơi. Thắng không anh quýnh thì anh thắng, nó bỏ nó chạy, nhưng mà người anh thì nó nói chung là banh chành. Lúc đó anh đội cái nón xe ôm công nghệ thì nó rất chặt, nó trội vô nó không có nón xe ôm công nghệ chắc là anh đám dỗ năm thứ ba nữa. Nhưng mà cái lúc mà anh bị thương đó, rồi anh tự đến bệnh viện hay là có ai đưa anh đi? Đâu, lúc anh bị thương đó thì anh vẫn còn đi đứng được. Thì anh gọi bắt đầu lúc đó công an phường, hình sự quận rồi nó xuống, quận Phú Nhuận xuống. Rồi công an phường hỗ trợ trả anh đi bệnh viện. Anh thấy thì những cái chi phí mỗi lần mà anh phải nhập viện để mà điều trị là có ai hỗ trợ anh? Không, bữa cái chi phí đó là tự tiền túi anh luôn, tự anh bỏ luôn. Thì có khi nào mà trên đường mà anh đưa người thân của anh đi làm một cái công việc gì đó, hoặc đi lo lắng một cái việc gì đó, thì vô tình là anh phải tham gia vào một cái vụ bắt cướp mà anh bỏ quên cái người thân của mình không? Hồi xưa vợ anh mà có bầu con anh đó, lần đầu tiên anh chở đi bắt cướp đó, có bầu 6 tháng đó. Bầu 6 tháng chở đi luôn.
Thì anh chạy tới đường Phạm Văn Hai nè, anh phát hiện thằng đó nó chôm xe em. Chiếc rim lụng mặc đồ đẹp lắm. Mà anh thấy 3-4 người chạy ra cướp cướp, anh thấy cái thằng đó mặc đồ đẹp mà chấm đâu chạy. Mà giờ anh thả vợ anh xuống là nó sẽ chạy mất. Anh nói em ôm chặt tôi nhắm là anh đuổi luôn. Anh đuổi tới ngã ba ông bà thì anh đạp nó té. Anh bắt được nó rút ra thì dân nói chung có người khen mình, có những nói chung là đa số có nhiều người nói ông bị liều, có số nói ông này cũng bị khùng. Vợ vợ có bầu 6 tháng bắt cướp, lại lúc anh bật đóng xe xuống anh dí nó là vợ đứng giữ xe luôn mà. Mẹ anh mang bù bầu cái là con trai nhỏ này 24 tháng, 24 tuổi đó. Là lúc đó năm 96, 97 lần đầu tiên đó. Lúc đó anh được bà con khen ngợi, được mọi người tung hô. Nhưng mà cái người bạn đời của mình, mà trong đó nó không phải một người mà là hai người. Đúng rồi. Đang trong một cái tình thế nguy hiểm như vậy. Mà lúc đó anh cũng... Vợ anh có giận anh không? Không giận, nhưng mà lúc đó nói anh liều, anh như bị khủng đó. Lúc đó không biết sao anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cái dí thôi. Cũng chẳng cái chỗ đó không có suy nghĩ gì, chỉ quyết định bắt đó thôi. Thật ra cái công việc như anh á, những người như tụi em rất là hiểu. Và đặc biệt là những người đã từng rơi vào cái tình trạng là gặp khó khăn và được giúp đỡ từ những hiệp sĩ đường phố như thế này, thì họ sẽ rất là tôn trọng, họ rất là thương, họ dành một cái tình cảm rất là đặc biệt. Nhưng sẽ chắc chắn có một số bộ phận họ dè biểu mình. Họ nói là mình quá rảnh đi làm chuyện của thiên hạ. Khi mà anh nghe được những cái lời đó đó, có lần nào nó tác động đến anh không? Hồi xưa này, anh nghe thì anh nói chung cũng trăn trọc suy nghĩ. Thì bây giờ anh cứ nghĩ một câu rất là đơn giản. Ví dụ như người giàu thì người ta là có tiền làm từ thiện. Thì anh không có tiền thì bây giờ nói chung là anh bỏ cái công cái mạng đi anh làm thôi. Vậy thôi, anh cứ suy nghĩ vậy thôi. Chứ anh không còn suy nghĩ sâu xa đi cho mệt. Đó, làm từ thiện cái gì giúp ích cho xã hội được thì mình cứ giúp. Có cái trận nào mà cái quá trình mà mình thực hiện cái nhiệm vụ của mình mà nó gây ảnh hưởng đến người dân và nó xảy ra một cái sự cố mà đáng tiếc không? Từ hồi anh tham gia bắt cướp là anh phơi nhiễm 4 lần rồi. Ủa? Lần cách đây mà gần nhất đây là 6 năm, 5 năm bắt cái thằng đường Phạm 2. Anh bắt nó rồi, nó hô anh bỏ nó lên chiếc xe anh chạy nửa chừng, nó giật cái xe anh với nó đất, nó tung nó chạy nữa, anh dí bắt nữa. Rồi bắt đầu tay chân nó té, chạy má tay chân bé anh với nó giật lộn dưới trời mưa luôn. Rồi về nó cũng bị phơi nhiễm, anh đi phơi nhiễm tiếp là 4 lần. 4 lần phơi nhiễm quá trong 2, gần 30 năm bắt cướp. Trời ơi, nguy hiểm quá. Nguy hiểm luôn. Anh ơi, có bao giờ anh nghĩ tới cái chuyện mà nó xấu nhất nó sẽ xảy ra với anh không? Anh chấp nhận sự đó mà. Mà cái vụ đó thì anh cũng đã chụp hình thờ nay khoảng cỡ chừng 24. Anh bàn thờ sẵn 24 làm anh chụp tại báo công an nhân dân, chụp anh tại bộ công an phía Nam. Lúc đó phỏng vấn ngay trong bộ công an phía Nam 28 viên trại. Là phóng viên của báo công an nhân dân chụp hình anh đang cầm cái hình luôn. Đúng rồi. Cái này là câu chuyện mà anh quên kể với Lan. Anh biết được một câu chuyện đó là ảnh tự họa một cái tấm hình. Chụp hình 20-25 như vậy luôn á. Là anh biết là coi như là cái chuyện chết sống đối với ảnh không? Nó không vậy? Đúng rồi, chuyện chết sống anh. Em chỉ mong một điều lớn nhất, đó là sẽ có một đơn vị nào đó hỗ trợ cho anh và nhóm của đúng các rồi. Anh hoặc là những cái hiệp sĩ đường phố là có chi phí để điều trị bệnh. Đúng rồi. Tại vì khi mà các anh hy sinh như vậy, các anh hy sinh tính mạng của mình, nhận về rất là nhiều những cái vết thương, mà đi điều trị thì phải bỏ tiền túi đúng ra vậy. Thì thực sự đó là cái mà em cảm thấy xót nhất. Thì anh bây giờ anh có muốn nói gì với đúng rồi. Cái người mà gọi là tụi em hay gọi là idol đó? Idol đường phố. Rất là ngưỡng mộ. Anh rất là tôn trọng và rất là khâm phục. Anh có muốn nói gì với người thầy của mình không? Sẵn có chương trình ở đây thì em cũng muốn nói với anh Tiến là thật sự là rất cảm ơn anh Tiến. Ví dụ là anh Tiến không có giúp đỡ em cái vấn đề chuyên môn, tại vì công việc của em là nó khác. Nhưng á, là anh Tiến giúp em có cái động lực. Nhưng mà anh hay nói là như mà làm thì những cái việc gì đó chân chính thì làm, bất kỳ cái nghề gì cũng được. Nhưng đừng có làm gì đó là phạm pháp luật thôi. Bây giờ thấy anh làm những cái anh bỏ ra những thứ như công việc của anh thì mình nhìn thấy hiện tại mình cũng biết là mình thấy rất ngưỡng mộ anh này, anh cũng dạy mình nói ví dụ anh em khuyên mình con người đi đúng đường đừng phạm pháp. Nhưng có người anh đã khuyên mình những cái nó rõ ràng vậy là nhiều khi trong vấn đề cuộc sống không cần phải hỗ trợ nhau về tiền hay vật gì, nhưng mà để tinh thần mình vực dậy được tinh thần thì thấy cái đó nó đáng quý. Hay quá, đó là những cái điều rất là ý nghĩa. Và đồng thời qua đó thì mình mới thấy được cái tấm gương rất là tuyệt vời, rất là cao quý của những người chiến sĩ thầm lặng giống như là anh Tiến và anh Giang và 500 anh em của anh Tiến. Một lần nữa thì em rất cảm ơn anh Tiến, cảm ơn anh Giang, những người gọi là mang đến cho xã hội rất là cái nhiều điều tốt đẹp. Và em mong là hai anh có thật là nhiều sức khỏe, cũng như là những hiệp sĩ đường phố như anh
có thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục cái công việc của mình, hỗ trợ được cho bà con được ngày nào thì hay ngày đó. Cảm ơn anh rất nhiều.